Và ngay sau đây thì Thanh Long sẽ biểu diễn quý vị một màn ảo thuật từ không thành có, hoặc là từ có thành không nhé quý vị. Cái rổ không chúng ta sẽ biến thành rổ có đầy cá đây, hồ biến. Ghê không, ghê không, ghê không? Quá đã, quá đã. Ừ. Cá dữ thần vậy chứ. Quá trời cá luôn anh ơi. Em không biết cá gì là cá gì luôn. Cá này mà mần không biết chừng nào mà hết luôn á. Cái này mà anh em mình ngồi tới sáng luôn chưa hết nữa. Hồi xưa quý vị, ai mà ác rồi là tắm cá mẹ con gì ấy, mẹ con chồng là sẽ cho lựa đậu với lựa nếp, lựa thóc. Thì bây giờ sẽ là cho mần cá. Cá này mần tới buổi sáng mơi là cũng đuối lắm ạ. Đổ vô thao nha. Để vô thao đi. Ây da, ơi ơi. Nào mình vớt thêm một cái nữa nha. Một cái nữa đi. Cá thì nhiều lắm. 2, 3, vô. Ui, 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 ui. Em, cái gỗ em muốn gãy luôn rồi nè. Một lần vớt là một rổ, một lần vớt là một rổ, đầy cá luôn. Cá còn sống đàng hoàng nha. Từ trong ruộng sẽ ra đây. Giờ cá ra đây rồi, nó còn ra một chỗ nữa, rất là đặc biệt luôn. Mà nãy giờ mình tìm hiểu thì em Trí nó mới nói, nhưng mà để ra cái gì thì quý vị hãy đi theo em nữa, nó sẽ chỉ cho mình. Long thì Long sẽ không tiết lộ đâu. Ở đây cá nhiều lắm, cái 100 kg có hơn ạ. Đúng rồi. Toàn là cá lòng tông bay, cá bể chầu, cá chốt quý vị ơi. Tới số, tới công chuyện rồi. Wow. Cái chốt không dám bắt mạnh cái gì. Không sợ. Sợ nó hung mình nó chứ không gì. Cái chốt không là nhức dữ lắm. Ý, ý, ý. Đây. Nó. Ý. Cái này chỉ để bắt giải trí thôi nha quý vị. Bắt thiệt còn dữ nữa. Thiệt còn dữ nữa. Chứ hôm qua anh nghe là cả 100 kg là dữ lắm rồi. Ui, bự chưa? Ui, đó ngon lắm kìa, sao bự kìa, đó, lỗ lên kìa. Kìa, bự chén kìa. Rồi. Ồ. Wow. Cá chốt rất là bự luôn quý vị ơi. Quá bự luôn. Mập lù ú nu. Cá chốt này kho mắm ăn ngon ha. Cá này kho tiêu ăn cũng ngon quá. Kho tiêu cũng ngon nữa hả? Có cá sặc nữa nè. Cái đường nước nhỏ xíu nhưng mà rất lợi hại nha quý vị. Cá nó sẽ dồn lại. Đâu, anh thử coi. Đây, cá bự nè. Đây. Quá trời cá chốt luôn. Trắng, trắng rổ luôn quý vị ơi. Quá nhiều luôn. Chiều nay bội thu cá chốt rồi. Anh xuống dưới một con cá bự lắm đó. Bự hả? Cá rô phi bự lắm. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Từ. Đó, vô rồi, phải không? Đây. Dọn, dọn đây nè. Đây. Đó, nó lên. Đây, con cá, hai cái nó. Đây. Ủa, sao em bắt thấy quá vậy? Anh chú bắt thấy, xảy hoài vậy. Wow, quá đỡ luôn. Nói chung là mình có đồ nghề nhưng mà bắt cá cũng rất là khó nha quý vị, không phải ai bắt cũng được nha. Tại vì mình cũng còn nhát á, sợ mấy con cá chốt này đâm. Mới bị đâm vô chân à, nhức. Hay bắt tay không. Ô, hay vậy. Ý. Đúng rồi, có tay nghề có khác nha. Mình không có tay nghề, mình xuống đây mình làm kiển không. Để quý vị nhìn mình nghe, bất ngờ, phút ha. Chết bà. Tại vì chỗ này đứng hồi nãy giờ là mình vớt cái hết rồi.
sao giờ? Rồi tới công chuyện luôn rồi. Ồ, con có cái gì nữa. Đây. Ô luôn gặp cái tiền ghê luôn trời. Gặp bá. Chiến lợi phẩm hôm nay. Có cái gì? Cá lóc luôn. Cá trời, quá trời cá rồi. Rồi, cá gì đó luôn cô, bao nào? Bao này đi ha. Đó. Rồi. Đây quý vị. Đồ thức cá luôn. Đây chỉ là mới một lần dở hơn nha. Còn nữa. Cá cỡ này dữ thần lắm, cỡ này đưa cá ra mà. Nó đạp, con đạp lên cái rồi. Ở nó nổ giúp lắm rồi nha. Ở đồng có cá nào dở không? Anh mở xe lấy cái bao giá nước rồi chứ. Đây, còn cái đó. Bây giờ mình để cho ta cho mấy cô với chị lựa đi. Mình sẽ giúp mình dỡ phụ Trí và chú. Ở dưới cá còn nhiều lắm gì ơi. Đi, 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 đi. Không, em có đem bao. Còn lớn chứ. Quay vô không? Tức là cá này ở đâu mà nhiều dữ vậy? Cá nữa coi. Quả làm mới gỡ bài kìa. Con này không dưới 20 kg. Chính là ngủ ra là quá trời luôn. Ông cá như vậy. Cá phơi lúa nha. Nhiều vậy đó. Bỏ vô bao luôn. Bỏ vô bao luôn. Thôi nào. Lấy bao mớ đi bỏ vào đây đi. Lấy bao mớ. Bao nước. Bao lượng rồi. Cái này mình thăm mỗi ngày không? Cái này thăm nãy cái bao là ra nước. Vô thì mình thăm thôi. Đây có chừng nó đổ. Đây đổ đây đi. Dạ. Anh lấy bao này lúc hả? Rồi, cầm nghe cho nó đúng nè. Đây, đây. Nhìn cho coi cái bao nè. 2 3 phút ha. Ở ở đâu? Cá. Cá sặc này trời ơi, muối chiên nha. Ngon. Chú cho nó ra.